Ok, chào các bạn, đây là cái Panasonic nha. Panasonic 182 vòng 3 pha 2,6 kW nha. Đầu ra là 136 Nm/m. Chỉ tiêu thụ 18.7 A nha, chưa tới 20 A. Tạo ra 136 Nm/m nha. Cái này thì cái mình bán không các bạn, mình bán động cơ không nha. Chứ không có ráp trọn bộ cho anh khách. Hiện tại đang có hai đơn trọn bộ nha, bữa nay mình giao. Nhưng mà cái bộ này nó không trọn bộ các bạn. Cái bộ này mình chỉ bán đúng động cơ thôi. Ok, thì video này chính là video test nha. Mình vừa vệ sinh và hàng dây ra. Dây đủ chấm nha. Mình luôn xài dây đủ chấm các bạn. Dây rất là quan trọng nha. Chứ bây giờ dây không đủ chấm thì nó không ra hết công suất được các bạn. Ok, thì mình test thực ra là đo cũng được các bạn. Các bạn thấy nó quay không? Không nhanh nha, nhưng mà lực thì cực kỳ khỏe. Cái này thì mình đang bán để thay giảm tốc các bạn. Thay những hệ thống giảm tốc mà công suất lớn á. Bi bạc chạy cực êm. Chạy êm không tả nổi luôn, êm ru luôn. Bi bạc chạy cực êm. Loại này các bạn biết á, mà mình sẽ đi một vòng nữa nha các bạn. Thực ra đi nhiều rồi nhưng mà đi một vòng nữa nha. Đây là trọn bộ cho anh khách nè. Trọn bộ nha, luôn nguồn, luôn hệ thống tất cả nha. Về chỉ là xài, bảo hành động cơ 1 năm, động cơ hệ thống điện tử 6 tháng. Hàng bao xài. Này một bộ cho anh khách nè. Còn một bộ nữa bên đây tí mình ráp tiếp nha. Tiếp theo thì mình định đi giới thiệu thêm nha các bạn. Giới thiệu cho các bạn biết à. Ví dụ cái này 1 kW thôi các bạn. Các bạn thấy 1 kW không? Nó đem tới lực kéo là 6 Nm/m nha. 6 Nm/m 1 kW nha. Đó. Nếu mà cần 60 Nm/m á thì cái này phải 10 kW các bạn. 10 kW nha. Mình tính bổ đồng thôi nha. Trong khi con kia 136 thì nó là 136 chia 6 á thì nó khoảng mười mấy kW các bạn. Trong khi con đó nó chỉ cần là 2,6 kW thôi. Con này cũng có đơn mình bán rồi nha các bạn. 5,25 kW. Nó tạo ra lực kéo là 50.1 Nm/m nha. 50.1 Nm/m. Bằng khoảng 1/3. Bằng khoảng 1/3 cái này nha. Tại vì sao? Tại vì cái tua nó các bạn. Nó tính toán dựa trên cái tua nữa nha. Tua 182 vòng nha. Nè các bạn nhìn. À đây còn một cái nha các bạn. Mình mở ra nè. Mở ra mình nghiên cứu tại sao mà nó lại đem tới được kéo lớn như vậy. Các bạn nhìn 500 trắng nè. Dài nha, dài hơn 1 tấc. 8 viên xoay vòng 500 trắng. Lõi đồng à, lõi đồng chập nhiều sợi quấn. Rất là đẹp ha. 12 cuộn đồng. Lõi đồng chập. Và nó đang đấu theo một cái kiểu đấu rất là kiểu đấu 2 sao các bạn. Kiểu đấu này đem tới một lực kéo tốt 2 sao. Đó chính là nó nha. Và các bạn nhìn trên đây cũng thấy được cái nó đang đấu sao nè. Connection nè, sao nha. À, cái nào tam giác thì nó sẽ để tam giác nha các bạn. Để sao nè. IP65 chống nước tốt nè. 136 Nm/m. Tua ra cực kỳ chậm. Test lại cho các bạn xem. Để cấp nguồn lại các bạn. 136 Nm/m. À đó. Thật ra cái IC này là IC để mình test hàng các bạn. Ok, nãy test chạy ok rồi nha. Động cơ thì không vấn đề. Đó. Ok, rồi, gói giao khách.
Rồi mình sẽ làm tiếp thêm một bộ, làm tiếp thêm một bộ nữa. Tổng bây giờ là mình còn ở đây còn hai con mà mình quên các bạn, quên đứt luôn á, hai con chưa vệ sinh nha, còn hai cái chưa vệ sinh, quên đứt cái chỗ này luôn. Đó, mình cứ nghĩ là bên phía bên trong không à, phía bên trong hiện tại hết hàng nha các bạn. Hiện tại là cái đơn này là chuẩn bị, con này là chuẩn bị lên làm trọn bộ cho khách là hết nha. À quên, còn một cái con, còn một cái con mình tháo ra, con này nè. Ok, bữa nay mình tập trung mình trả rất là nhiều đơn nha. Bây giờ xong đơn này rồi sẽ qua cái đơn con 2,6 kW tiếp trọn bộ. Sau đó mình đem hai cái 4,5 kW lên mình đấu heo sensor các bạn. Nhất hai cái 4,5 kW lên đấu heo sensor cho khách nha.